đoàn kết, năng động, sáng tạo, lan tỏa. Năm 2019 của tuổi trẻ Công an Nhân dân khép lại với những dấu ấn đậm nét trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Từ tháng thanh niên tưng bừng sức trẻ, nhiệt huyết thanh xuân vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân tiếp tục được thổi bùng lên qua hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác, chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh, chiến dịch tiếp sức mùa thi và kết lại bằng các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh về công tác đoàn và phong trào thanh niên công an được minh chứng sống động, khẳng định sự trưởng thành vững mạnh, khẳng định vị thế và uy tín của đoàn thanh niên Bộ Công an trong hệ thống tổ chức đoàn cả nước. Trong khí thế tươi vui trước thềm năm mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 hoạt động tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà tuổi trẻ Bộ Công an đã thực hiện trong năm 2019. Một, đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ Công an Nhân dân nhớ lời di chúc theo chân Bác. Phát động từ tháng 3 năm 2019, các cấp bộ đoàn bộ công an đã tổ chức 50 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tuổi trẻ Công an Nhân dân nhớ lời di chúc theo chân Bác, gắn với tổ chức các phong trào, hành động cách mạng ý nghĩa. Tiêu biểu như đăng cai tổ chức hội thảo chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng bộ tài liệu infographic 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân. Chỉ đạo thành lập 2 câu lạc bộ lý luận trẻ. Phối hợp với các đơn vị báo chí trong và ngoài lực lượng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Đợt sinh hoạt chính trị đã góp phần làm chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân về nội dung và ý nghĩa của việc học tập, thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân. 2. Tổng kết 10 năm phong trào thanh niên Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008-2018. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo chỉ huy các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đã chủ động, sáng tạo, lồng ghép việc học tập và làm theo lời Bác thông qua thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa mang đậm dấu ấn của thanh niên Công an Nhân dân. Tuổi trẻ Công an Nhân dân đã duy trì có hiệu quả hơn 15.000 công trình, phần việc trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, trực tiếp đảm nhận hàng nghìn chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm. Hơn 2 vạn lượt đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả 3.500 đề tài nghiên cứu khoa học, đóng góp 25.000 ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn công tác, chủ động đăng ký làm thêm ca, thêm giờ, đảm nhận công tác tại đơn vị cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng được chú trọng, đặc biệt là chương trình phối hợp với các tỉnh, thành đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, tiếp tục trở thành điểm nhấn trong công tác đoàn, phong trào thanh niên Công an Nhân dân. 3. Sơ kết chương trình phối hợp giữa thanh niên công an và thanh niên quân đội trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Được triển khai từ năm 2016, chương trình phối hợp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa thanh niên công an và thanh niên quân đội được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở các đơn vị địa phương. Trong đó, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong thanh niên quân đội, thanh niên công an được các cấp bộ đoàn hai lực lượng chú trọng, gắn với triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của Trung ương đoàn, của từng lực lượng. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, thanh niên công an và thanh niên quân đội đã chủ động phối hợp hiệp đồng trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan tới các vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự của đất nước, thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo trong đảm nhận khâu yếu, việc khó, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 4. Liên hoan thanh niên tiên tiến toàn lực lượng giai đoạn 2013-2018 và tuyên dương thanh niên công an tiêu biểu năm 2018.
Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên công an luôn khẳng định là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên công an tiêu biểu, nêu cao phẩm chất người công an cách mạng, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng. Tại chương trình liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng công an nhân dân và tuyên dương thanh niên công an tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vinh danh 150 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong 5 năm từ năm 2013 đến năm 2018 và 44 gương thanh niên công an tiêu biểu năm 2018. Năm tháng thanh niên năm 2019. Tháng thanh niên của tuổi trẻ công an nhân dân được triển khai thành công trên nhiều phương diện, bám sát định hướng của Trung ương Đoàn. Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong học tập, công tác, chiến đấu. Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên gắn với tổ chức Ngày hội ý tưởng sáng tạo, Ngày hội đoàn viên năm 2019 và Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, thu hút hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia, chỉ đạo tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện với hơn 8.000 lượt tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, 15.000 lượt tình nguyện thực hiện các yêu cầu, nghiệp vụ, góp phần giải quyết công việc tồn đọng tại đơn vị, xây dựng, tu sửa 12 tuyến đường nông thôn đô thị văn minh, tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp tổ chức 126 lượt tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng 2 khu vui chơi trẻ em, hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường. 6. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2000-2019. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ công an nhân dân được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi trong tuổi trẻ công an các đơn vị địa phương. Nhiều hoạt động tình nguyện được tổ chức trên quy mô lớn với hình thức sáng tạo, huy động được nguồn lực lớn và thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng. Tiêu biểu là hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác, tổ chức 50 hoạt động tình nguyện tại 28 tỉnh, thành phố có đường Hồ Chí Minh đi qua. Tập trung chủ yếu tại các xã, huyện, địa bàn giáp biên giới, địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự. Các nội dung hoạt động chú trọng tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với tổng giá trị làm lợi cho xã hội trên 2 tỷ đồng. Tổng kết 20 năm chiến dịch, Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác được Trung ương Đoàn công nhận là một trong 50 công trình tiêu biểu cấp Trung ương. 7. Tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt lực lượng công an nhân dân năm 2019. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trương triển khai đề án nâng cao chất lượng cán bộ đoàn lực lượng công an nhân dân. Trong đó nổi bật là việc tổ chức thành công chương trình tập huấn cho 200 cán bộ đoàn chủ chốt tới từ công an các đơn vị địa phương. Ban tổ chức đã mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, trao đổi cho học viên tham gia tập huấn về 5 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tổ chức 4 buổi tọa đàm về các vấn đề cấp thiết đang đặt ra với công tác thanh niên công an hiện nay. 8. Ngày hội thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân năm 2019. Ngày hội thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân được tổ chức thành công tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Với các hoạt động như Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên công an nhân dân, Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019, triển khai công tác năm học 2019-2020. Chương trình giao lưu nghệ thuật thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân, tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, sinh viên năm tốt cấp bộ, trao học bổng Vừa A Dính. Từ các hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ công an nhân dân có thêm sân chơi để giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, được lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, những thế hệ đi trước,
được truyền cảm hứng học tập, rèn luyện từ các bạn đoàn viên là sinh viên, nhà giáo trẻ tiêu biểu. Từ đó xác định rõ cho mình động cơ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 9. Triển khai đề án phối hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Đoàn Thanh niên Bộ Công an và các cấp bộ đoàn trong Công an Nhân dân đã tặng 50 mô hình phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ thanh niên trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Trong đó chú trọng chuyển giao các giống cây trồng, cây ăn quả, vật nuôi năng suất cao phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 2 mô hình vườn cây sầu riêng cho thanh niên tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tặng 1 mô hình vườn cây ăn quả cho thanh niên tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cụm thi đua các đơn vị khối an ninh tặng mô hình vườn cây ăn quả với hơn 2.000 cây cho thanh niên tại các địa phương trong hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác. 10. Các hoạt động của tuổi trẻ Công an Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động nói không với rác thải nhựa, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên và nhân dân, như phát động các cuộc thi làm trò chơi và khu vui chơi cho thiếu nhi bằng vật liệu tái chế, lốp xe ô tô với 10 khu vui chơi trẻ em được xây dựng tại các địa bàn. Tổ chức chiến dịch Hãy làm sạch biển, nói không với rác thải nhựa tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Tổ chức tuần hành tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa và phát túi sinh học tự hủy cho các chợ dân sinh. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mùa xuân 2020 cũng khởi đầu cho thập kỷ mới, thập kỷ của khoa học, hội nhập và phát triển. Hy vọng rằng với những kết quả đạt được trong năm qua, với khí thế thi đua và khát khao chinh phục những đỉnh cao, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Công an Nhân dân sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tô thắm thêm vườn hoa chiến công dân Đảng, dân Bác kính yêu chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.